xe lơ móc 18m, 18 bánh xe công lý đấy các bạn nha. Bắt đầu vào cua, góc cua 90 độ. Bao nhiêu đỏ thì vào được cái góc cua này. Không đánh đầu mà đánh đít vào các bạn. Lùi. Xe lùi chuồng các bạn ạ. Mười tám mét đấy. Kèm theo một loạt xe tự động các bạn ạ.